hộp giảm tốc K107 nhé. Thì cái đây là cái tem của sản phẩm này, 107 thì chuyển 43, lắp cái motor 15 kW 43 này. Thì cái quy cách của cái trục âm ra này này, nó sẽ là trục 90 và chốt capet đây, rãnh này đây thì bản rộng capet là 18 mm. Đây là cái loại mà motor liền với hộp số nhé. Đây là cái phần tổng quan phía đằng sau. Tem của động cơ đây. Thì cái này là dòng motor IE3 15 kW, ampere đánh mức là 29,9. Và cái này thì nó sẽ có lực của phanh, sẽ gắn phanh vào thêm sau. Thì về cái đến cái điện thoại này, về cái quan sát tỷ lệ thì có thể thấy là nó sẽ to gấp khoảng độ 20, tức là tầm 30-40 lần cái điện thoại iPhone này, để biết được kích thước lớn của nó.